Rồi đi. Kêu ý chích không? Đi xuống được không? Được không? Dạ đi xuống kia. Thành cua nướng là gì? Đá hả? Đó là gỏi. Đó, đây là cái menu này. Không để gió, nghêu. Anh ơi cho em một bánh tấn mắm ruốc, một bánh tấn kẹp trứng và một bắp xào nha. Ngồi đó đi. Rồi em ngồi kia đây. Thì đây là trước tiên thì chúng mình kêu này là bánh trắng mắm rút rồi yeah. Đúng rồi, phía dưới này là bánh trắng trứng này, bánh trắng kẹp trứng đó đây. Bánh trắng mắm rút nha, sao kỹ đường bánh trắng mắm rút thì có người ta xoa mắm rút là bánh trắng á, với lại là bỏ rút khô nè, cái mắm rút là người ta phi sẵn với lại sả xong rồi quét lên, xong rồi bỏ thêm một ít hành phi với lại rút khô với lại hẹ rồi người ta nướng lên là xong rồi mấy bạn. Thơm lắm nha. Cái trứng đúng không? Ừ. Đây là bánh trắng mắm rút đó. Ủa, chấm với đã hả? Chấm với lại tương ớt nha. Ủa. Đã nè. Chấm tương ớt hả? Ừ. Ừ. Ăn giòn giòn ngon lắm. Này là quán cô Thu nha. Thì quán cô Thu thì menu gồm có bánh tấm mắm rút nè, nem nướng, trứng cút lộn, nghêu, xò hấp, bánh trắng kẹp trứng, thanh quê nướng, có viên chiên. Bên đây là bắp xào, chim cút nướng, trứng cút nướng, cá bò, cá chỉ, mực khô nướng nè, chân gà, cánh gà nướng, và cuối cùng là bò hít. Đó. Nhìn thấy cũng hấp dẫn mà. Bữa bao nhiêu cũng bằng nè. Cái này chắc có khi nào 10 ngón miếng không ta? Có khi 10 ngón miếng. Mà sao nó không được giòn? Không được giòn hết ta? Phía dưới này là phía trên là bấm tấm bấm rút. Đây là cái gì em? Cái cục này là hành phi á. Hành phi giòn á. Này sỏi phải không? Sỏi là làm người ta trộn sẵn với lại mắm rút á, người ta phi mắm rút lên với dầu á, nấu sôi lên á, người quét cái bánh tráng, xong rồi thêm bỏ hẹ với lại hành phi khô lên, xong rồi người ta nướng, rồi nướng là mắm rút nó chín nó bốc hơi lên thơm lắm. Còn cái này là bánh tráng kẹp trứng này, người ta kẹp trứng giữa cặp đôi lại người ta nướng. Không biết là Tết có tiền gió không, nhưng mà cũng chưa biết gió là không nè, gió là menu. Đừng con hả? Rắc nữa thì tao bán bao nhiêu? Có thể ngày thường nó hơi khóc nha. Bây giờ là Tết mà, thì chắc có thể tăng giá cũng được. Nhiều quá hả? Chấp nhận được không? Wow. Rồi đây các bạn, đây là món bắp xào nha. Mình coi thì nó có gì không này. Đây giống mấy cái túp mỡ không ta? Hành phi này. Hành phi. Không, cái giòn khoát nè. Cái nước gì vậy ta? Nước xào quá, nước dầu á. À, dầu. Người ta cho mấy nước ngọt chứ mà. Gia vị rồi bỏ hạ vô nè. Có tương ớt nữa, cái nào tương ớt nè. À đúng hết tương ớt. Có khi mấy con ngon lại nó bỏ tương ớt á. Cô mèo ăn cái nát quá, thì phản. Cái đồ lo ăn.
ăn trong đau khổ. Ngon. Chú mình nóng lắm. Nóng có nước dầu gì nóng dữ trời. Thảo bới em. Nóng mà ngon. Đó là giống bắp bắp nếp mà. Bắp nếp nhỏ nhỏ chứ bắp Mỹ không? Ừ. Đó là bắp nếp nha các bạn. Hôm qua là phước giáo viên là sợ bắp Mỹ. Ăn nó ngọt ngọt giống như bắp Mỹ mẹ không nấu á. Tới cái đoàn ăn tổ chức ở trong cái khuôn viên Thiên Thoá kiểu như nó có ẩm bón trước á, ẩm sòn nó kiểu nó cái hậu nó bự lắm nhưng mà gia vị không có ngon. Ra làm nhiều hành phi rồi gia vị ngon à, lắm chút mỡ thì nó hành phi nó giúp lại sao thêm mỡ không? Mỡ là ăn ai biết rồi. Kiểu như cái bánh tráng mà nó bóp ra, cái ron bánh tráng mà bóp ra bỏ lên trên bánh mì nữa. Đó. Nè chứ đâu vậy? Giống hành phi không? Không ăn đây đi nguội nè. Rồi đây các bạn, đây là món tiếp theo, đó là món bò hít nha. Đó, sang kèm với lại bánh tráng nè. Rồi mình sẽ kêu thêm một lon coca nè, hai người uống. Đó, giờ meo hoa coi thấy có diện trọng nè. Thì cái này khác với bò hít đất phủ nha. Bò hít ở đây thì cũng thì đu đủ nè. Cái cà rốt nữa ta. Xong rồi người ta ở này, ở kia là người ta rưới cái nước chua ngọt. Còn cái này người ta trộn với cái nước sốt gì á. Sốt gì mà có dầu nữa. Dầu à? Dầu mặn mặn béo béo. Ừ. Rồi đó thì cũng gồm có bò khô nè, với lại đậu phụng thôi, sao nè. Nó cũng giống như ở mình nhưng mà ăn cái này thì mình thấy hương vị nó hơi khó hơn ở Đức Phổ á. Ăn thử cái miếng bò nó ngon không? Rồi ăn miếng đu đủ thử, một miếng hơn. Rồi sao thấy sao? Nói chung là đu đủ đây nó không phải đu đủ chua ngọt. Ừ. Đu đủ trộn sốt gì mặn mặn giống như sò trước luôn. Ừ, giống như sò. Nó sò ra mà lại. Chỉ có đu đủ này ăn với lại bò á là nó sẽ có một cái vị của bò á, kiểu cay cay mặn mặn á. Chứ còn ăn không lặt nhách hả? Nhưng mà mình không được thích cái này đâu. Này hãy đi. Nãy ai kêu em? Trộn cái này em ta. Cái trộn lên với ớt đúng không? Thôi khỏi trộn trái. Em ngang lái mà. Cảm giác nghe mùi ra. Em tay. 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 Cái này giống như là nó quay vô mặt chỗ. Quay mặt chim ăn cũng nói cũng thích. Coi, con ngon của con. Nè, em nhìn nè. Bò đó. Cái lần nước xong lưng luôn mà kêu chịu lắm. Mà làm gì? Bây giờ, coi. Mà làm gì? Em kêu bằng cái lưng. Sao bị Đức Phổ ăn thì cũng được nhưng mà giống như mình không thích lắm so với Đức Phổ nhưng mà cũng ngon. Lũ mình là như nó làm sống á, mình thích vỏ sống luôn, nó giòn mà nó chưa ngọt, nó chưa chua sống, còn này là nó sò mà này là chín rồi. Này là chín luôn rồi, này sò chín cho nên là như vậy nó khó. Quán đang là nó chiên và chiên sò mà làm gì nó cũng như sao ấy. Nói chung mình cũng được chứ không tới nổi. Nhưng mà không biết là giá bao nhiêu. Hãy subscribe.
tất, bây giờ ta tiếp tục hoàn tất. Như vậy là 110.000. Là một bánh tráng mắm ruốc, một bánh tráng kẹp trứng, một bắp xào, một bò thịt, một ngô coi. Không ngô coi nữa nha. Trung bình thì 4 món mà. Một nha, 3 5 Nam, Nam là 110. Bỏ món hơi cực, món 30. Mình nghĩ là bắp xào 30, còn mấy cái kia là 20. Giải tao hết rồi, rồi về. Tao đi lo tới gì chứ ráng được. Có gì không? Giống như là mặc thí sinh tế thằng đó. Đây nha các bạn, đây là quán ăn đặc cô Thu nè. Dịp Tết cho nên là mình thấy gió nó hơi mát tí. 5 món 110, đó là kìa con nước rồi. Qua lộn mũ, bụng mèo. À, trải nghiệm hôm nay thì mình thấy chỉ có món bánh tráng mắm ruốc, bánh tráng kẹp với bắp xào là ngon. Còn bò hít thì thực sự là ăn không ngon lắm. Ăn mình không ăn được. Thấy nó nguội giống như để lâu. Và hơi mát tại cũng có thể là do Tết nha. Rồi thì video hôm nay như vậy, mình kết thúc video nha. Xin chào tạm biệt mọi người.